Theo Japan Times, 12 công ty quốc phòng Nhật, trong đó có các nhà sản xuất lớn như Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries, vừa lần đầu tiên tham gia triển lãm Euro Satori tại Paris của nước Pháp. Được tổ chức 2 năm một lần, sự kiện lần này thu hút khoảng 1.500 công ty quốc phòng đến từ 58 quốc gia. Tại sự kiện, các nhà triển lãm Nhật trưng bày xe quân sự, hệ thống radar quan sát thời tiết, ống nhòm ban đêm, thiết bị cứu sinh, máy dò mìn cầm tay. Ngoài ra còn có một máy bay không người lái, làm mục tiêu, phục vụ tác chiến không đối không. Các hệ thống nhận diện gương mặt, đèn dọi cùng những sản phẩm dân dụng khác cũng được trưng bày tại gian hàng chung của Nhật Bản. Nhà tài trợ triển lãm Euro Satori kêu gọi các công ty Nhật Bản tham dự bởi đang có mối quan tâm lớn đối với công nghệ cứu hộ, tái xây dựng sau trận động đất và sóng thần ở Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011. Nội các của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hồi tháng 4 đã thông qua 3 nguyên tắc mới về chuyển giao vũ khí, cho phép nước này xuất khẩu vũ khí sang các nước với một số điều kiện nhất định. Trước đó, ngành quốc phòng Nhật Bản chỉ có thể cung cấp sản phẩm cho lực lượng tự vệ của nước này. Euro Satori từng tập trung vào các loại vũ khí trước khi đón nhận cả những sản phẩm dân dụng vào những năm 2000. Euro Satori 2014 dự kiến đón 58.000 quan chức quân sự và những người từ ngành công nghiệp ở khắp 90 nước trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 6 tới 20 tháng 6.